Cái gì? Ừ. Quen lắm. Ừ. Cái người đi bước chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ nấu tờ thiêu. Mới chưa? Này nấu muối kem ăn hả? Thường nha. Thêm tí nước mà. Tí tí ra nước ăn đi. Cái đầu đi nó khác nổi ấy rêu lên này không biết bạn được mà nấu cho kem nước vào bát á nấu thêm chút nước vào được chưa ạ? Nhiều sống nhỉ? Nhiều phết đấy. Cao mà để cái này lên trên này nhé, luôn này. Bé tí rồi mà chấn thương liên tại đấy. Quang thấy cọc đầu trên nhà tầng, trên tầng nữa. Cống nào nhỉ? Cống quá. Cống quá cống đâu? Phi vào thôi. Phi vào trong chiếu. Đây là cái bình lửa. Đây nhỉ?
Mày giờ có xích cái buộc cột nhà thì mày ra mày mới không ngã. Không anh nói đâu con? Ba nói. Quá là bình thường luôn đúng không? Cơm nhá. Ăn cơm nhá. Facebook nào, xem nó bắt nào. Mình sẽ đổ ra bát cho các bạn nha. Chơi không trời không.